Sinh ra tại Hà Nội, 9 tuổi chuyển tới Cộng hòa Séc sinh sống, đặt chân tới 40 quốc gia, thông thạo 5 thứ tiếng. Hồ Thu Hương là một trong những thành viên sáng lập ra hộ chiếu xanh đi quanh thế giới. Hiện cô đang sống với chồng là người Mexico tại Los Angeles, Mỹ. Chào mừng các bạn đến với Los Angeles. Từ bé mình đã rất là thích đọc những cuốn sách về du lịch, văn hóa, ẩm thực, con người và lịch sử trên khắp thế giới. Vì mình lớn lên như một người nhập cư nên mình đã có ít cơ hội hơn những người bản địa. Nhưng mình đã biến được những trở ngại và khó khăn của mình thành những cơ hội để mình đạt được những suất học bổng, những chuyến đi ra nước ngoài hay những giải thưởng khác nhau. Mình không coi những người nổi tiếng là các thần tượng của mình, mà mình rất là ngưỡng mộ những người xung quanh mình mà đã tìm ra được cách để thoát ra khỏi những khó khăn của họ, để vươn tới những ước mơ. Và chính họ là những người mà đã giúp mình tìm được động lực để vươn ra thế giới. Hành trình của Hương cũng đã thành nguồn cảm hứng tới các bạn trẻ khác. Xin chào cả nhà. Thì đầu tiên mình rất là cảm ơn cả nhà đã tham gia buổi workshop ngày hôm nay. Trò chuyện trực tuyến, đây là một trong những hoạt động của hộ chiếu xanh đi quanh thế giới. Có một cái ứng dụng điện thoại thì các em có thể tham gia những cái show của những người nổi tiếng. Hộ chiếu xanh đi quanh thế giới đồng hành cùng các bạn trẻ trở thành những công dân toàn cầu với 77 tiêu chí. Thì em tâm đắc nhất với một điều mà bạn có thói quen đọc sách. Khi muốn đọc rồi thì bạn sẽ muốn đi, và khi muốn đi rồi thì bạn sẽ muốn làm để đạt được những điều mình mong muốn. Trên trang fanpage Hộ Chiếu Xanh có 41.000 người trên toàn thế giới theo dõi, giới thiệu các học bổng, tư vấn miễn phí kỹ năng, kinh nghiệm giúp các bạn trẻ hội nhập nhanh dù ở bất cứ nơi đâu. Hajimemashite, konnichiwa. Watashi no namae wa Kawarai Yushi desu. Hello everyone, my name is Yushi Kawarai. Xin chào các bạn, tôi tên là Yushi. Trở thành một công dân toàn cầu để đi khắp thế giới thì cái thứ quan trọng nhất tuyệt đối không phải là tiền. Cuốn hộ chiếu xanh, có nghĩa là cuốn hộ chiếu Việt Nam, chỉ là công cụ để giúp chúng ta vươn ra thế giới. Nhưng cuốn hộ chiếu quyền lực nhất của chúng ta chính là trí thức.